Thưa quý vị, nghề đạp mông tại ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã tồn tại cả 100 năm qua. Những năm gần đây, chính quyền địa phương còn tổ chức nhiều hội thi đạp mông nhằm giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết giữa bà con ngư dân xứ biển. Hôm qua, huyện Trần Đề tổ chức hội thi đạp mông nhằm bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của miền biển địa phương. Các vận động viên tham gia là những ngư dân ở ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình. Chiếc mông đã gắn liền với đời sống sản xuất của bà con nơi đây. Trên sàn diễn đầy bùn, các nghệ sĩ miền biển đạp bùn, lướt ván và cả bo những khúc cua vô cùng điệu nghệ, đẹp mắt. Ông Tăng Hiền, ngư dân ở xã Trung Bình, huyện Trần Đề cho biết, mông được làm bằng những mảnh gỗ ghép với nhau. Gỗ thường là cây me nước, dầu hoặc mù u vì có độ bền cao. Nếu bảo quản tốt có thể sử dụng đến 2-3 năm. Để thuận tiện, người dân còn đóng tay vịn, chỗ để giỏ, nước uống và cả thức ăn. Cách di chuyển là một chân đứng hoặc quỳ lên tấm ván gỗ, còn một chân dưới bùn đẩy cho ván lướt đi. Chính động tác khom cúi người làm mông nhô lên cao lúc trượt ván khiến đây được gọi là nghề đạp mông. Bà con ngư dân Mỏ Ó thường dùng mông là phương tiện di chuyển trên sình bùn để bắt thủy hải sản. Nghề này đã duy trì cả 100 năm qua và ngày nay được nhiều người biết đến thông qua các hội thi hay hình thành các điểm du lịch sinh thái để du khách trải nghiệm.